Dạ kính thưa quý vị, tiếp theo đây là một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh. Xin được gửi đến quý vị qua một ca khúc được mang tên Chiều Thương Đô Thị. Xin được kính gửi đến quý vị. Lạnh tường về đôi mắt cố nhân chỉ.
chiều xưa. Đêm nay tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành. Những chiều gió lòng ta đi trong lòng phố vắng, tâm tư qua làn khói trắng. Mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sâu. Để hôm nay ngồi đây, trời biển khu nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình. Chuyện người trai chốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ chiến đấu.